Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, tối chủ nhật ngày 22 tháng 4 năm 2018, rất đông đồng hương đã đến tham dự đêm tri ân và tâm tình với nhạc sĩ Việt Khang tại thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri, do ông Nguyễn Thế Cường và một số nhân sĩ trong cộng đồng đứng ra tổ chức một chương trình ca nhạc đấu tranh vào cửa miễn phí. Hôm nay rất là vui được cộng đồng Missouri tổ chức đón tiếp Việt Khang. Dạ, tôi là Lộc Nguyễn. Đây là lần đầu tiên mà rất là nhiều đồng bào cộng đồng người Việt của mình ủng hộ và rất là đông. Today is a special day. Today is the day from Việt Khang. We recognize him. Kiều Giang ở Chicago, Illinois. Hôm nay tới đây để mừng Việt Khang. Thì ngày hôm nay cũng là cái ngày mà nói lên được cái tinh thần của đồng bào chống cộng. Cho nên chúng tôi Việt Khang gì đấy, chúng tôi mừng lắm. Hôm nay tôi rất là vui sướng để mà được tham dự cái chương trình ca nhạc của nhạc sĩ Việt Khang. Dạ, em nghĩ nên ủng hộ những người như anh Việt Khang để mà chúng ta có thể đòi lại tự do cho người Việt Nam. Rất vui hôm nay được dự cái chương trình của anh Việt Khang đến đây, lần đầu tiên về đến St. Louis. Hôm nay con được vui vì con rất là quý mến Việt Khang. Cảm ơn anh Việt Khang đã về Missouri St. Louis, cái thành phố nhỏ này, đã hâm nóng lại tinh thần đấu tranh của người Việt Nam tại St. Louis này. Thấy cái tinh thần khí thế đầy đủ ở thành phố St. Louis này, ở vì có sự hiện diện của anh Việt Khang. Thấy ngày hôm nay rất là phấn khởi, cũng mong cho nước Việt Nam mình có một ngày tươi sáng hơn. Trên lưu mây kiên dòng ngôi lời, cảm thấy cái tình yêu dân tộc, cái tất cả những người mà đến đây coi như là cùng chung một cái niềm vui, đó là cùng đến với nhau trong tâm tình của người Việt Nam. Chúng tôi rất là cảm động và chúng tôi rất vui mừng khi thấy tôi rất tri ân. Xin cảm ơn đài SBTN cùng tất cả. Tôi là trưởng ban tổ chức của này cùng với cô Christina Lee và anh Dũng. Chưa bao giờ có một ngày như vậy trong ở tại thành phố St. Louis này. Là thành công vì Việt Khang về đây, rất là nhiều người ủng hộ, nhất là cái giới trẻ. Em rất là vui tại thấy mình được giới trẻ mình đã ủng hộ Việt Khang. Rất là ý nghĩa. Ây ơi, cảm ơn đã tổ chức một chương trình rất là có ý nghĩa. Buổi ca nhạc hôm nay tâm tình của Việt Khang rất là thành công và bà con St. Louis rất là mừng rỡ khi mà gặp được Việt Khang bằng da bằng thịt. Rất là bất ngờ và vui khi được thấy các bạn trẻ ở thành phố này đến tham dự rất là đông, có cái sự quan tâm nhiều hơn đến những cái cuộc sinh hoạt cộng đồng như thế này. Việt Khang rất là cảm ơn bà con đồng bào của mình ở St. Louis và chúc cho tất cả quý vị nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, những hình ảnh trong đêm hôm nay, từ cụ già cho đến các em trẻ đã có mặt trong đêm hôm nay để cùng nhạc sĩ Việt Khang, người sứ giả mang thông điệp của tù nhân lương tâm của những người Việt Nam yêu nước trong quốc nội ra hải ngoại. Và anh đã cùng với những người bạn của anh đã đi khắp nơi có người Việt cư ngụ để chuyển thông điệp đó qua các lời ca tiếng nhạc để tiếp lửa cho ngọn lửa đấu tranh của người Việt tại hải ngoại, để cùng nhau thắp sáng niềm tin cho người Việt trong quốc nội về một ngày mai tươi sáng cho đất nước. Tù nhân chương trình
chính là truyền hình SBTN.